Đỏ nhảy mã, dụ đen phi pháo bắt đôi. Cờ đỏ nhằm vỏ quân tranh thiên. Đen vào trận khí mã. Đến đây, cờ đỏ có hai phương án đi quân. Một là xe 9 tiến 2. Và hai là xe 1 tiến 2. Phương án đi quân đỏ, xe 9 tiến 2. Đỏ cao tả xa là cờ đỏ bỏ mã, tăng tốc độ xuất quân, nước cờ tranh tiên. Đen lùi pháo. Đổi lại, đen đi mã 8 tiến 7. Cờ đỏ dễ đi. Như đen pháo 3 lùi 1. Đen bình pháo ăn tốt. Đen còn 3 khả năng đi quân khác. Một là đen đi pháo 3 bình 2. Cờ đỏ có thế công mạnh. Hai là đen đi pháo 3 tiến 3 ăn tượng. Cờ đỏ dễ đi. Ba là đen đi pháo 3 bình 4. Cờ đen có hai khả năng ứng phó. Một là đen đi tượng 7 tiến 9. Cờ đỏ có thế công mạnh. Hai là đi mã 8 tiến 9. Cờ đỏ cũng có thế công mạnh. Như đen pháo 3 bình 7. Đỏ bình pháo bắt xe là không cho đen đi xe 9 tiến 2 để giữ mã. Cờ đỏ ưu thế lớn. Mời các bạn xem lại cái đi quân này.
Cờ đỏ ưu thế lớn. Phương án thứ hai của đỏ là xe một tiến hai. Đen lùi pháo. Đổi lại, anh đã đi mã 8 tiến 7. Cờ đỏ dễ đi. Như đen pháo ba lùi một. Đen bình pháo ăn tốt. Đổi lại, như đen đi pháo 3 bình 4. Cờ đỏ có thế công. Như đen pháo 3 bình 7. Đen bay tượng ra biên. Đen còn hai khả năng đi con khác. Một là đen đi sĩ 4 tiến 5. Cờ đen có thể đánh một trận. Hai là đã đi pháo hai lùi một. Cờ đen cũng có thể đánh một trận. Như đen tượng ba tiến một. Hình thế đối công, hai bên đều có cơ hội. Mời các bạn xem lại cái đi quân này.
Hình thế đối công, hai bên đều có cơ hội. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.